Hay cha, trời đất ơi, bữa nay được về tới quê mình rồi mà mừng hết lớn vậy đó. Công nhận nha, đi xa rồi mới thấy nhớ. Đi mới có 6 tháng mà tưởng chừng nửa năm không à. Cha, bởi vậy ông bà hồi xưa người ta nói đúng quá mà ta nói sao? Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bồng quá tâm hồn. Trời ơi, chứ giữa trưa mà ăn bận giống cô hồn. Nghĩ chi mà giữa trưa ra đồng nắng cho trang và cả ăn bận mua đồ mụ nội màu không nhìn chướng con mắt thiệt. Trời đất ơi, ê cha nội ở đâu làm gì chướng mắt ông? Mắt mới gì con mắt ông mà chướng? Ông nghĩ đi ông già, bao nhiêu tuổi rồi ông bận mua đồ tôi không biết ở đâu ra. Trời đất ơi, con người vô duyên vô hậu. Tới một cái nơi đi Mỹ cái này phát hình mà ăn bận giống như cái nơi của người ta. Không có biết cái gì ra nói gặp bậy gặp bạ. Không có con đâu ra gì hả? Tôi người sớm này vậy chưa? Việt Kiều mới về, không có biết cái gì về thời gian mình ăn gì. Ô trời đất ơi, con bà ba đen, bà ba đen lâu dài, không có vô cái gì hết. Quê mùa lạc hậu, ta nói mà cứ nhảy ở trong họng người ta nói. Người ta nói là mình phải mở không vấn đề đó là tôi đang nói ông trước không phải là ông anh đó là ông không nghe đó có người ông không chịu nghe nói trước ông nghe chứ bây giờ mày nói mẹ mày nói đi mày nói hoài mày nấu nó góp ý cho nó mà nó nấu hoài vậy ông nấu bây giờ chối không lại chửi vô mặt bây giờ muốn gì của đâu của đây đó nó con ý trời ơi ông phải không phải ông không thì tôi chứ ai trời ơi mới bên Mỹ về hả mới về tức thì nè trời ơi cu đen đi ra chỗ khác chứ hả cái gì tự nhiên là mới đi Mỹ về kêu cu đen hả ủa chị ngộ ghê ông tên đó thì kêu vậy chứ kêu gì vậy đi Mỹ về là người ta đổi tên mới rồi hả à. Tên hàng hiệu đàng hoàng ủa hàng hiệu là tên gì cu xì trời mẹ ơi từ cu đen qua cu xì hả trời đất ơi cu xì đó cái đó nó đen nó xấu hơn chứ có gì đâu phe đen cái gì thì ông cu đen qua cu xì thì xì nó thâm hơn chứ có ý nghe trời cho cha nội tự nhiên vậy nó đen xì á hả ừ không có biết cái gì về hàng hiệu hết á vô ơi tao nhiên... dẹp quan bên đây ông nội lâu quá vậy về quyết già về không báo gì hết trơn cậu à thiệt tình tao nói xém xíu quá lộn xem sao về đi mà ăn bận cho mình lè lẹt quá giọng nội trời ơi hơn binh mày mình phân vậy người ta mới biết mình là Việt Kiều trời ơi văn minh quá ha dạo này tao nói đi lâu quá tao nhớ muốn chết luôn hả nghe hậu thầm cái coi trời ơi lâu quá không gặp rồi sao dạo này còn hô nách không không mình vẫn hơi vô duyên phải không mình bỏ qua cái đó xin lỗi bỏ qua hỏi câu khác hỏi câu khác đi ha. Cái này có duyên hơn nè à sao dạo này cuộc sống sao không à dạo này con gái nó bảo lãnh qua bển thì cuộc sống ổn định là mừng rồi nha con gái mà tôi nói thiệt á nhìn nhỏ con ông câu gì nó có hiếu dễ sợ ha tao nói nó giống tánh bà nó y chang tao nói hai cha con giống nhau y đúc rồi đó giống nhất cái mặt tao nói hai cha con như hai con chó phóc cho nó con thở nó lùn nó xấu quỷ con ông chưa nó bán chè đây nó ế thấy bà nội thế mà tôi vô duyên ha làm như bị vô duyên phải không mấy hỏi câu khác đi hỏi câu khác có gì không câu khác nữa đi câu khác có gì không dạo này nghề nghiệp sao không thì nhỏ con gái tôi ở bển nó làm mai cho nên tôi cũng phụ nó mai phải không ừ giàu phải không hết chuyện làm cái nghề nó giàu luôn tôi nói thiệt bên nước ngoài người ta thay đồ nhăn công bữa vậy đó đó đúng rồi nó fashion lắm ta thời trang vô cùng lắm nhất là bên Mỹ đó ta mua đồ mới ta vô shop ta mua chứ ai đi mai làm cái gì trời vô duyên nó câu nữa mấy xin lỗi xóa qua đi bây giờ hỏi câu này hứa nè cái câu này có duyên nè hứa có duyên ha hứa câu này có duyên hứa là nhớ có duyên nha rồi dạo này cuộc sống sao không câu này hổ đầu cha có duyên ông nội chứ có duyên để hỏi câu khác con cậu cuộc sống sao ông hỏi hoài để hỏi câu khác dạo này cuộc sống ông sao tôi giả vô mặt ông à rồi thôi tự trả lời luôn đi cho đầu đi ông thì làm như cái tật ông vô duyên đó giờ không bỏ được ra đây để người mới đi ngoại quốc về kể chuyện bên Mỹ nghe hết hồn ghê à ghê ngầu kể tôi nói thiệt với ông à bù xuống đây hả à. Cái chuyện thấy ghê lắm gì thế ghê ở bên Mỹ á nó đẹp như ở nước ngoài luôn không trời đất ơi bên Mỹ lẽ mới đẹp như nước Việt má vô duyên
Thì Mỹ nó là nước ngoài, chị nó phải đẹp như nước ngoài thôi. Ha quên ha, hồi đó mình ở đây mình nấu lộn. Nhưng mà nấu thiệt, ở bên Mỹ thì ghê lắm. Gì chứ ghê? Lạ lùng lắm. Lạ sao? Kể không nghe. Bữa đầu tiên đi máy bay từ Việt Nam qua tới bên Mỹ, vừa mới bước xuống tới cái phi trường Mỹ thôi, tôi hết hồn. Đặt bơm không? Không phải. Khủng bố nè. Chuyện nhậu á. Cướp à? Cướp ngân hàng? Không phải cướp ngân hàng. Cướp nhà băng? Không phải cướp nhà băng. Cướp nhà thương? Cướp nhà thương, cướp ông chích hay chi ông nội? Ông rảnh lắm hả? Không chứ, cái gì mà ghê dữ vậy? Để nói cho nghe, ông cứ nhảy trong họng người ta. Ghê quá, đang ghê sợ quá. Cái gì vậy? Ở bên Mỹ đó nha. Bên Mỹ. Con nít nó nói tiếng Anh không? Ghê không? Ủa con nít ở bên Mỹ không lẽ nó nói tiếng Miên Tư? Mày có điên không? Gì? Cái gì ông hầu tao nói điên nó khùng cái gì tao ngồi tao nghe gần chết hả? Ủa thì chuyện là vậy chứ sao? Thôi dẹp em cái chuyện thì thôi tao đừng kể nữa. Không để tôi kể chuyện lãng gian mà tự nhiên à. Nói nghe, kể chuyện khác, nói thiệt nè. Bên Mỹ khó sống lắm. Sao? Người lớn mình nó bển ra mình dạy con nít ra mình lỡ mình quánh con cái thôi nó gọi điện nó kêu cảnh sát tới cầm đầu mình luôn. Trời đất ơi, rồi thí dụ mà nó quýnh mình ai cầm đầu nó? Cái đó hỏi chi ông nội cho nhiều chuyện không à. Ghê vậy? Cứ nhảy trong họng ta không. Còn cái này mới ghê, cái đó con nít thôi. Con trai với con gái mới lớn mới thấy ghê. Sao vậy? Kể ông nghe. Ở bển. Tôi có con nhỏ hàng xóm mới có mười mấy tuổi đầu à. Nó bày đặt nó cặp bồ cặp bịch rồi. Xong hai đứa nhỏ nha, dắt nhau ra ngoài ăn cơm trước cảng. Trời đất ơi. Bây giờ con nhỏ đó nha, dính cái bọc ở trong bụng luôn. Con nhỏ con gái dính cái bọc trong bụng luôn hả? Hay ghê không? Mất nết. Đó. Cái con này mà con tôi quýnh liệt giường cái con này. Bớ vậy. Cha mẹ nó đâu mà không dạy dỗ nó để nó làm một cái chuyện xấu hổ gia đình như vậy. Không có quan tâm. Có quan tâm thì cái thứ con gái mà hư hỏng thấy sợ luôn hả? Nghĩ sao bây giờ mình con gái thì ăn cơm hộp thôi, cái bịch ni lông mình giục đi chứ tại sao ăn mà nuốt luôn cái bịch ni lông ở trong bụng làm sao? Nuốt. Ăn nuốt mà mất nết như vậy mà ai mà chịu cho nổi. Chị bác sĩ gấp cái bịch ra cho nó chưa? Làm như sai gì không? Làm như bị cấn gì vụ này nè, nghe nó không hợp lý gì á. Ê nó nghe nè, hồi đó giờ có thấy con nhỏ nào ăn ở không tới nỗi mà ăn luôn cái bọc ni lông trong họng không ông nội? Nó nghe con nhỏ nào ăn cơm trước kẻn nuốt cái bọc trong bụng đó. Cha này không có chịu suy nghĩ gì hết. Có nghĩa là tôi nói né đi á, con nhỏ đó nó dính luôn cái bầu. Trời, cái bầu là cái bọc, tiếp coi sao nữa. Sau khi cái thằng nhỏ kia nó gây hậu quả xong nó bỏ con nhỏ này, trốn mất tiêu. Nhỏ này kiếm quá trời không được, xong buồn quá nó ôm cái bầu nó tự tử chết luôn. Trời đất ơi sao vậy? Ghê quá. Trời đất ơi, còn con cái mình trong bụng sao? Thiệt tình là bởi cái tụi nhỏ bên nước ngoài á nó không có giống bên mình đâu. Mình nói rồi nghe, còn bên kia cái phim ảnh nhiều quá, người lớn á đi làm không có lo mà ở cái bên cạnh nó quản lý không được là vậy đó. Tao nói thiệt bởi vậy thì cái trời lúc mà nó sướng nó không nhớ tới lúc nó khổ đâu. Trời đất ơi, lúc mà thiệt cái khổ ghê vậy, chết như vậy còn đứa con trong bụng. Trời bởi tao nói thiệt, người ta nói đúng quá mà, người ta nói là chết vì yêu là cái chết hẩm hiu, mà chết vì tình là cái chết bất thình lình. Gì? Chết vì yêu là chết hẩm hiu, mà chết vì tình là chết bất thình lình hả? Chính xác. Ê vậy tôi hỏi ông nha, chết vì ghen? Chết vì ghen à? Chết vì ghen à? Là cái chết bon chưa? Rồi chết vì hách? Là cái chết lãng nhách. Nó còn chết vì nợ? Là cái chết dễ sợ. Vậy còn chết gì điên? Là cái chết dĩ nhiên, bụng nội mà điên ra đường quýnh mày chết là phải rồi. Vậy con hỏi thằng khùng. Ừ, cái gì cho nội nói cũng được. Còn cái này bí chắc nè. Cái gì? Chết gì ngu. Là cái chết lù sù bù. Tôi nói cho ông nghe một cái chết này hay lắm. Ông nghe đi, ông học hỏi nè. Cái chết này dễ thương lắm ông ơi. Chết gì mà hay dễ thương? Chết vì gái là cái chết thoải mái. Ê vụ này được không nói? Tôi nói mà, tôi nói đàn ông mà dê con gái nó mới mê. Con mái gái nó mê, đàn ông dê là tại vì đàn ông dê cái con mắt nó đê mê, mà cái miệng nó ghê ghê. Cái miệng nó kê kê, nó hung cái thứ nhất nhỏ tê tê, hung cái thứ hai nhỏ phê phê, hung cái thứ ba nó đam mê. Cái lỗi này nó như thế nào? Tôi nói đàn
đàn ông mà dê chút ít thì con gái nó thấy muốn thích. Tại con gái nó thích xúc xích. Không. Mới nói gì? Sao dạ? Xúc xích dăm bông đồ đó, mình ăn sáng đồ đó. Ông muốn nói gì ông phải nói rõ ràng đó đi. Tôi chưa nói rõ cái gì trơn, nhào trong miệng ta. Tôi nói con gái nó thích ăn xúc xích, mình mà cho nó ăn chút ít, cái bao tử nó được kích thích thì nó sẽ cảm kích và nó quấn quýt mà như một con chim chích hoắt xúc xích trên cây mít. Trời ơi, nói cái gì đâu mà nhào nhào được không hả? Già mà lẻo lự à. Vô duyên đây nè. Sao? Tôi nghe ông kể là tôi biết ông không có hợp ở bệnh. Đâu tụi mình lớn tuổi, tụi mình ra bên kia mình thấy con nít đây đó, mình đây mình dạy dỗ nó nghe lời quen rồi bên kia. Đúng con hả? Nít nó phóng khoáng quá, nhìn không quen. À. Tôi nè. Sao? Thằng con tôi nó bảo lãnh tôi qua bên kia du lịch với nó thăm nó một tuần lễ rồi không dám qua bển lần thứ hai. Ủa ông cũng đi nước ngoài rồi hả? Nói chuyện y như nó sỉ nhục mình. Không phải, đâu có sỉ nhục. Ý hồi, ủa ông đi nước nào? Đi rồi. Đi nước chỗ nào? Australia. Vậy? Australia. 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 Là nước nào cha? Pháp. Trời ơi, ông được đi Pháp luôn hả? Vừa xuống sân bay Pháp thấy Vạn Lý Trường Thành rồi. Trời, tôi mê cái chỗ đó lắm. Đẹp lắm, bây giờ nó cho xe đạp cuộc mướn 80 ngàn một tiếng, chạy hết tới Vạn Lý Trường Thành. Đi ngang ông thấy núi Phú Sĩ nó đẹp lắm. Trời ơi, mà cái núi Phú Sĩ bây giờ nó đẹp như núi Bà Đen bên mình vậy đó. Vậy có cá treo lên, cà lõn, cà tỏn, cà lõn lên. Núi thấy nữ thần đi qua mà đứng gì nè. 80 ngàn một tôi đứng chụp hình sướng lắm, nhìn xa xa còn thấy suối tiên mà. Nổ vừa thâu cha. Còn cây suối tiên là hốt. Nghĩ sao tới cái đoạn mà tôi thấy cái bà nữ thần tự do bà đứng bẻ cong vậy là tôi nghi rồi. Có, thì cái suối tiên là tôi thêm vô. Còn mấy cái kia có giống như cái chỗ mà gì? Cái mô hình kỳ quan thế giới ta để trong cái gì, cái Disco Land. Ông nào vô cái Disneyland. Disneyland Land gì đó, thì là cái đó đó. Ờ, kể ông nghe, mình vô duyên, mình lạc hậu, mình vô có biết gì đâu. Ông có biết cái toilet. Cái gì? Cái toilet. Không đọc cái tiếng gì á? Tiếng Tây đó. Đọc là tiếng Anh đó, tấn hư ra tiếng Anh đó. Toilet. Ủa tiếng Anh là đọc phải tấn hư à? Tấn ra. Đâu là làm lại á? Toilet. Toilet. Trời ơi, đuôi mày ăn mặt. Trời xong luôn. Trời xong khỏi ăn Tết luôn. Trời ơi má ơi, nó chạy chỉ luôn nè trời. Ta nậu tự nhiên kêu tôi đẩy hơi. Đẩy chi nhiệt tình dữ vậy? Thì ai biết mà nó là cái gì? Nó là cái nhà vệ sinh, tao hiểu vậy đi. Trời ơi cái toilet, ông nậu ơi nói cái gì? Toilet thì tao nói cái toilet thì... Đâu ra cái nhà vệ sinh sao nữa? Trong cái nhà vệ sinh nó có cái bồn rửa tay, thì cái tiếng Pháp nó kêu là cái lavabo đó. Cái tiếng gì nữa? Tiếng Pháp, là tiếng Anh đọc tấn hư ra, tiếng Pháp còng hư nuốt nén vô trong bụng nè. Lavabo. La đến mày ăn đi cái miệng mà như mấy con cá tra rỉa móng dưới sông vậy, mày xấu khẩu hình thôi, mày khỏi đọc đi. Bà nấu cái chữ cho đó mà nuốt cái hơi vô làm sao mà nó hiểu nó là cái bồn rửa tay. Thà nấu đại vậy đi. Cái bồn rửa tay bình thường nó có cái vòi nước đúng không? Ừ. Thì nó phải thiết kế cái ống dặn cho nước nó chảy ra đúng chưa? Đúng rồi. Đằng này không, nó chỉ có cái vòi mà nó không có cái ống. Trời ơi, tôi đứng trà xà bông tôi sướng tay xong mà đứng ngót cái vòi tới sáng luôn. Trời đất, không biết được ấn nước ra đâu mà rửa. Rồi rốt cuộc sao? Tôi đứng 3 tiếng đồng hồ xà bông nó ăn ngứa, thấy mẹ không dám gãi, sợ ta nói mình nhà quê. Cuối cùng thằng Tây vô nó tự thò tay vô tự động nước chảy. Bởi vì ông lúa là phải rồi cái nó tự động. Tự động hết. Cái này mới ghê nè. Cái gì? Tôi nói thiệt, ông nhà ta sạch sẽ thì mình qua bởi tu cái tánh tu vậy thôi chứ tu lịch sự à. Tôi bỏ dép ra tôi đi vô nhà ta đàng hoàng chứ nhà ta mới lao ông dẫm dép vô nhà ta, ta chửi mặt. Điều đó quá lịch sự. Đúng hay không? À. Bây giờ cái xe buýt cũng vậy, cái xe buýt nó đẹp như cái xe hơi bên mình, nó sạch quá. Ừ. Mình sợ dơ xe người ta bỏ đôi dép leo lên xe, xe chạy cái dèo mất mày đôi dép. Qua bển tuần lễ mất 19 đôi. Tôi vừa. Nó lịch sự mà không còn đôi dép mang về. Lên cho cái xe buýt đã kẹt không có chỗ ngồi, nó bắt tôi đứng. Ừ. Nó đu vậy nè, cái thằng tài xế nó chạy 180 cây số giờ mắt ông nội nó làm gì, nó thắng gấp làm cái phạt. Trời ơi, đụng nhầm cái ông tay phía trước, ông quay qua ông nói quá trời luôn. Ông nói bây giờ you can hurt me the back, you touch me, you stop me. Tôi nói giờ mày chửi má tao tao cũng hiểu nữa, bây giờ có biết nói tiếng Việt hay không. Nó không trả lời thì mình biết là người ta chỉ nói được tiếng Anh thôi, mình phải ứng khẩu với người ta chứ không thôi ta nói mình khi dễ. Đúng rồi, con nó dạy 3 chữ yes no ok nói liền mà. Trời, ông trả lời được vậy là ngon lành rồi. Đó, nói xong nhờ nói gì xong mới bị cảnh sát bắt đó. Ủa sao bị cảnh sát bắt ra? Quanh lộn. Trời ơi, nghĩ sao nghiệt ngã. Trời, tôi thiệt, cái thằng Tây nó rớt cái bóp tiền. Nó quay qua nó hỏi, ê, mày có lấy bóp tiền tao không? Yes. Bây giờ mày trả không? No. Trời ơi, đập vô mặt mày nha. Ok.
Trời ơi, trả lời mà đúng tâm lý luôn mới ghê chứ. Nó không quánh ông mới là uổng đó. Trời ơi, thằng Tây nó đè tôi xuống, nó quýnh cái mặt tôi mềm như cái mền. Tiếc tình nè, không vậy tôi nói rồi. Mấy người già như tụi mình mà qua nước ngoài là không có thích hợp ông ơi. Đúng rồi, thôi nhưng mà mình cũng có bài học. Sao? Làm ơn đi ở đây thì cũng cập nhật đi thế giới người ta văn minh hết trơn rồi. Tụi mình tối ngày quanh quẩn cái khu này không không có biết cái giống gì hết trơn rồi. Thiệt tại mình dốt đó đúng không? Không phải dốt, nói gì thì nghe nó kỳ. Cái gì hả? Vấn đề là mình chỉ học hỏi. Làm ơn hòa nhập xuống đi. Tôi nói thiệt, tôi giờ tôi thấy tôi khỏe làm sao ra cho bà ba ông quốc. Đầu sinh ra. Trời đó coi ông hòa nhập cái kiểu gì không biết nữa. Ê, ông nghe nè. Giờ đợt này về đây ở rồi chừng nào đi. Trời đất ơi, cái chuyện này định nói ông nãy giờ nè. Báo ông một tin vui. Tin gì vui? Thì này tôi về Việt Nam tôi ở luôn. Trời đất, ở luôn bên này hả? Ờ. Rồi có gì đâu vui. Không, vui. Ông ghẹo. Ê ông vừa phải đâu, lâu ngày tôi về ghẹo hoài à. Ui già ghẹo thôi. Ý tôi nói là con cái nhà cửa bển sao mà sao về đây được. Thôi ông ơi, tôi nói thiệt nha, tụi nó lớn rồi, tụi nó biết tự lo cuộc sống nó. Mình già cả, mình không có thích hợp mà cái lối sống ở bển. Đúng rồi, ở đây đi. Chào với tụi nó có cơm cháu nuôi ông luôn đó. Bây giờ sẵn đây đi chơi tôi không? Đi đâu chơi? Trên chương trình Mưa Rừng ta mời tôi làm trưởng ban văn nghệ. Bây giờ ta điều hành để ta cho tôi làm tiết mục đó ông nội. Cha xạo ông. Tiếng ông hát mãi xanh người già tôi đây. Trời ơi, ông là được người ta bầu vô chương trình đó luôn. Trời đất ơi, hát dữ lắm. Tôi mê hát lắm ông nội. Kỳ này về cho tôi đi tôi làm bản. Quốc bản ngáp cái liền được cái cho vô chương trình luôn. Là ông Việt trước hả? Tôi nói cha Tuấn đa xô cho ông vô chương trình. Hay quá, bây giờ ông để tôi chờ chút xíu tôi hát nhạc mà nước ngoài mà tôi biên lời Việt tôi múa Minh Họa luôn được không? Phải nhạc của nhạc sĩ Minh Di không? Không phải, cái nhạc tôi tự biên. Chứ tôi khoái nhạc Minh Di chứ. Bây giờ đợi chút xíu, chờ tôi có nhạc là hát liền luôn nè. Nhạc ca thôi. Trời ơi, sao mày giật dữ vậy Tư? Có sao không vậy Tư? Đâu hai mắt rồi nè Tư à. Có sao từ người ta bỗng nổi mày trời cái gì vậy trời đất ơi cái gì vậy Tư trời đất ơi làm như bị khùng hay gì hả em à gì nhớ à nhớ bà nội mày cái gì mày có điên không Tư? Cái gì? Em đang vui cùng ngày, có biết anh buồn. Buồn cái mày mà chứ. Chẳng nói nên thầm. Này nàng hỡi thì đừng chờ vội xa tình. Hỡi em yêu ơi xa nó mà lo mà nhảy. Nó mà lo mà nhảy. Nó mà lo mà lo mà nhảy. Hỡi em yêu ơi hãy yêu anh này. Đừng có giận tình là những trò vui đùa. Hỡi em yêu ơi xa mà nó mà lo mà nhảy. Trời đất ơi, cái quỷ gì mà để vô lỗ tai nó giật thấy ghê vậy trời. Ủa nó còn lắc ta. Trời ơi, thuốc nó uống hồi nào mà nó ngấm lẹ dữ vậy trời. Bà cố nội mày hỏi mày chuyện mày ngoại hay sao hay mày gật thấy thương hay Tư. Trời ơi, cái đầu nó gật y như mấy con chó mà ta trưng trong xe hơi thế. Trời đất ơi, lưu má dày và mày phải ăn đồ dài. Ôi trời trời trời, cái gì vậy? Trời ơi. Ủa đang ca bị cúp điện hả, nhạc đâu rồi? Nghĩ sao? Bật điện thoại ca tầm bậy bạ không hả? Cho nội đi. Ông nội ơi, già rồi la nhớ quê. Về ca cái nhạc gì đâu giật ì đùng. Có ý thức mình bao nhiêu tuổi rồi không mà hát ba cái quỷ nhạc thì trời ơi, tôi giật theo tôi muốn chết. Trời đất ơi, tại tôi vậy. Tôi già rồi cái tôi mình làm không có nổi, mình sợ là thua sút tụi nhỏ người ta không có tôi cái hát. Gì mình già mình ca cái nhạc của mình, cái lứa tuổi của mình hát vậy nhạc hả? Quê hương đi cho bà con người ta thương ông nội chứ cha nhạc quê hương giờ biết hát bài gì dám nó quên đi à. Hồi xưa tôi dông ca cái bản mà liên quan văn nghệ hai anh em mình đoạt huy chương vàng nhớ không? À cây cầu dừa. Và đến là xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
nguyện